Hôm nay bà Hana tìm được mấy củ hành còn sót lại ở trong nhà. Thì thực sự bây giờ đi mua hành cực kỳ khó. Ở Sài Gòn bây giờ đi mấy siêu thị mà kiếm hành kiếm không ra. Và để nấu một số món ở trong nhà thì lúc nào cũng cần có hành ngò. Thôi tạm thời bây giờ mình trồng hành trước đi. Ngò thì có vẻ khó khăn. Thôi giờ có hành thì mình trồng hành trước đi. Thì đầu tiên bây giờ mình xiên mấy cái tăm này qua cái củ hành để cho cái củ hành nó không bị ngập nước, nó làm cho nó úng cái củ hành đó, rồi mình gác lên vậy nè. À, gác từng em lên nhìn dễ thương quá ha. Rồi sau đó châm nước vô. Châm nước vừa lúc thôi, vừa lúc cái phần rễ ở dưới thôi, chứ không hành nó bị úng á. Đó, cỡ ngày sau, 2 ngày sau là bắt đầu nó ra rễ, rồi nhú cái mầm lên rồi. Rồi sang ngày thứ ba là bắt đầu hành đã cao lên. Ngày thứ tư thì các bạn thấy nè, đây là kết quả của ngày thứ tư nè. Đó, hành bắt đầu xanh mướt, rồi đã có thể thu hoạch được luôn rồi đó. Nếu mà kẹt lắm thì thu hoạch lúc này được rồi. Tất nhiên là phải xài tiết kiệm nha. Rồi bây giờ mình sẽ trồng một hai bạn hành này ra đất để cho có dinh dưỡng nhiều hơn, rồi còn lại một ít mình để trong nước tiếp để mình so sánh để coi hai bạn bạn nào lớn nhanh hơn. Các bạn theo dõi phần bình luận nha, để mình coi thì coi là hai bạn này á, một bạn trồng trong đất với một bạn trồng ở trong nước á, thì bạn nào sẽ mọc nhanh hơn. Rồi trồng qua bạn thứ hai nè, rồi cho bạn ấy xuống thôi. Rồi thôi bạn xuống đây nha, bạn xuống đây bạn hút dinh dưỡng từ đất nè. Rồi cho bạn uống nước cho nó chặt rễ nha, thêm xíu nước cho nó bộ rễ nó chặt vào trong đất. Rồi OK, vậy là mình đã có một cái vườn hành nho nhỏ rồi, đủ tạm 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 để mà sống sót vào mùa dịch. Tất nhiên là phải xài thật tiết kiệm. Cảm ơn cả nhà nhé.